cộng đồng mạng phẫn nộ trước thái độ của huấn luyện viên Thái Lan, thua cả về bóng đá lẫn tư cách. Xin chào các bạn khán giả thân mến của Niên Sử Hào Hùng. Các bạn thân mến, những ngày qua chúng ta đã được chìm đắm trong không khí bóng đá sục sôi, được mãn nhãn với những bàn thắng đi vào lịch sử SEA Games. Không chỉ có những bàn thắng đẹp mắt, số lượng huy chương kỷ lục, Việt Nam còn khiến người hâm mộ nức lòng với sự chuyên nghiệp, chu đáo và nhiệt tình trong khâu chuẩn bị, tổ chức và cổ vũ. Chưa bao giờ thấy các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước lại xuống tận sân để bắt tay chúc mừng và trao thưởng. Chưa bao giờ thấy lãnh đạo cấp cao của nước nào mà lại quý khách, tôn trọng khách như đất nước Việt Nam chúng tôi. Ấy thế mà khi bắt tay Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nước tôi, một huấn luyện viên lại khoanh tay, chống nạnh, thậm chí trước đó còn ném thẻ huấn luyện viên, nhổ nước bọt và ngồi gục ngay trước máy quay. Quá khiếm nhã, mất lịch sự vô cùng. Thái độ và những hành động hết sức xấu xí của vị huấn luyện viên này đã khiến cho khán giả cực kỳ bức xúc và khó chịu. Vậy vị huấn luyện viên này là ai? Cụ thể như thế nào? Xem hết video này cùng Ad để hiểu rõ nhé! Thưa các bạn, sau 19 năm kể từ trận đấu trên sân Mỹ Đình định mệnh ở chung kết bóng đá Nam SEA Games 2003, nay U23 Việt Nam đã trả được món nợ trước U23 Thái Lan. Điều vẫn ám ảnh với nhiều thế hệ người hâm mộ Việt Nam sau hơn 90 phút thi đấu. Trong trận chung kết kinh điển vừa qua trên sân vận động Mỹ Đình, với sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở phút thứ 83 với bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng. U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 với mục tiêu đoạt huy chương vàng. Tuy nhiên, những phút cuối của cuộc tranh tài, đội bóng của Manu Poking đã bị đánh bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Cú đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng đã khiến U23 Thái Lan bại trận tại Mỹ Đình. Chứng kiến U23 Việt Nam đăng quang, huấn luyện viên Manu Poking của đội tuyển Thái Lan đã không thể giữ được bình tĩnh và có hành động xấu xí, khiến dân tình hết sức phẫn nộ. Đến đây thì chắc là các bạn đã biết vị huấn luyện viên mà Ad nhắc tới là ai rồi nhỉ? Sau khi trận đấu kết thúc, trong khi huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng chiến thắng với học trò và các cổ động viên, thì huấn luyện viên U23 Thái Lan Manu Poking lại ném thẻ huấn luyện viên xuống sân, nhổ nước bọt và ngồi gục ngay trước máy quay vì quá thất vọng. Sau đó, ông dùng chính cái thẻ của mình đập xuống mặt sân Mỹ Đình và còn chơi trò chơi để chờ lên nhận huy chương bạc. Hành động xấu xí này của Manu Poking đã nhanh chóng khiến khán giả xem truyền hình không khỏi bất ngờ. Chưa hết, đỉnh điểm của sự bức xúc đó là khi vị huấn luyện viên này vừa bắt tay lãnh đạo Việt Nam, nhưng tay còn lại thì trống hông. Trong video ghi lại, lãnh đạo Việt Nam đang rất niềm nở, cười tươi, dùng hai tay đưa ra phía đối phương. Tuy nhiên nhận lại là sự hời hợt. Ông Manu Poking chỉ đưa một tay ra đáp lại sự nhiệt tình của Việt Nam. Đây là hành động khiến ông nhận về nhiều chỉ trích. Tôi có biết ông này mang hai dòng máu là Brazil và Đức. Nhưng ông thầy đấy, dù nước tôi chưa giàu bằng Brazil hay là Đức, vì ở đất nước dành tất cả để tổ chức và đón tiếp chu đáo tất cả các đoàn thể thao đến đất nước chúng tôi tham dự SEA Games lần thứ 31, tại sao lại có cái kiểu ngoại giao như thế nhở? Dân tộc Brazil và Đức, hay dòng máu của ông, họ đâu có nét văn hóa như vậy. Đến hai người đối tác làm ăn bắt tay, kể cả như hai người bạn khi bắt tay nhau ở quán bia, họ cũng không bắt lịch sự, trịnh thượng như vậy đâu. Ông ấy là người đứng đầu một đội bóng còn có hành động khiếm nhã thế kia, thì bảo sao học trò của ông lại chơi không đẹp trên sân cỏ rồi. Nếu thua về bóng đá thì đừng thua về phép lịch sự, hành động khiếm nhã và bốc đồng quá. Đây là tiêu biểu của cái tôi quá lớn, dễ hỏng việc, để coi Madame Pang còn bao bọc nổi ông đến khi nào. Và chẳng cần nhìn đâu xa, hãy nhìn Madame Pang của ông, người phụ nữ quyền lực, có cả tinh thần dân tộc, xem người ta đối nhân xử thế ra sao. Còn ông Poking ạ, có gì ngoài cái tôi của mình? Kề bên cạnh là một người như Madame Pang mà không học hỏi được gì, thật lãng phí. Có nhiều cư dân mạng bao biện cho ông này là vì ông thua nên mới như vậy. Fan hâm mộ của Việt Nam nên bình tĩnh lại. Hay, có những người dù trong tâm trạng buồn nhưng họ cũng đâu có bất lịch sự đâu. Nói vậy thì khác gì đang nói, ai đó đang có tâm trạng không tốt là auto thiếu văn minh nhỉ? Dù buồn nhưng không có nghĩa là bạn được quyền bất lịch sự với người khác rồi mong họ sẽ thông cảm cho mình. Đằng này lại là đang bắt tay với lãnh đạo của một quốc gia và trận đấu này đang được nhiều người xem phát trực tiếp nữa. Tuy nhiên cũng có thể hiểu hành động của họ một phần nào đó, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta im lặng trước hành động xấu xí đó. Cư dân mạng Việt Nam chia sẻ rằng, nói chung là không nên gáy nhiều quá rồi khi nhận thất bại lại tỏ thái độ thiếu văn hóa. Thôi kệ họ,
Chúng ta cứ luôn là người chăm chỉ, miệt mài, khiêm tốn và hành xử chuẩn mực. Tôi yêu Việt Nam. Ông Poking nên nhớ, cách đây 19 năm về trước, đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Thái Lan tại sân nhà. Các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam buồn bã như thế nào, nhưng người Việt Nam không hề có hành động và cư xử xấu xí như ông. Những người hâm mộ thể thao chỉ trích hành động đó không phải vì chúng tôi thích xăm soi, chỉ là chúng tôi yêu thể thao, mong muốn có một văn hóa thể thao cạnh tranh lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Chuẩn luôn phải không các bạn? Dẫu biết rằng, từ khi SEA Games bắt đầu, Thái Lan được đánh giá là mạnh nhất khi ghi 13 bàn, trong đó có những chiến thắng ảo diệu cho Singapore hay Campuchia. Với một đội hình trẻ có nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu như hiện nay, đội bóng xứ chùa vàng quả thật là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ Việt Nam lên ngôi SEA Games 31 khiến U23 Thái Lan một lần nữa lỡ hẹn với huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam. Những toan tính về chiến thuật của Manu Poking hoàn toàn đổ bể khi mà các cầu thủ U23 Thái Lan không thể khoanh vùng được hàng thủ chắc chắn của U23 Việt Nam. Chính vì vậy mà hành động ném thẻ tác nghiệp với nhổ nước bọt của ông Manu Poking thể hiện sự bất lực của mình, cũng là dễ hiểu khi nhà cầm quân người nước ngoài không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Sau trận đấu, ông Manu Poking phát biểu, "Tâm trạng hiện tại của tôi không tốt, tôi không thích thua nhưng chúng tôi vẫn phải bước tiếp hành trình của mình." U23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, trải qua 3 tháng dài tập luyện đến chiến thuật bài bản, các cầu thủ của họ cầm bóng và tận dụng cơ hội tốt hơn. Bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng về việc họ xứng đáng là vô địch. Khi biết được về sự bức xúc của giới hâm mộ thể thao Việt Nam và cả thế giới với những hành động bất lịch sự của huấn luyện viên đội tuyển nước mình, nhiều người Thái Lan cũng đã lên tiếng xin lỗi chân thành. "Xin lỗi lãnh đạo cũng như các bạn Việt Nam, tôi biết rằng chẳng có lời lẽ nào có thể bào biện cho hành động của ông Manu Poking. Tôi cũng mong rằng sau này huấn luyện viên đội tuyển nước mình không như thế này nữa." Cảm ơn những góp ý của các bạn Việt Nam, mặc dù huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan cư xử không đúng, nhưng các bạn vẫn thấu hiểu và nhận xét lịch sự. Tôi đã hiểu vì sao các chuyên gia phải khen ngợi về sự chuyên nghiệp và chỉnh chu của Việt Nam trong SEA Games này nhiều như vậy rồi. Thật xúc động với sự thẳng thắn nhưng cũng rất lịch sự của các bạn Việt Nam. Ông Manu Poking chắc cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Ngưỡng mộ các bạn trong cách hành xử. À, ngưỡng mộ cả về sự cổ động nhiệt tình của các bạn nữa. Việt Nam 100 điểm. May mà vẫn còn nhiều bạn Thái Lan dễ thương như vậy đấy. Thôi thì chúng ta cũng nên để câu chuyện không mấy đẹp đẽ này qua một bên các bạn nhỉ. Hãy nhìn lại sự thành công của Việt Nam trong mùa SEA Games rực rỡ này một lần nữa nhé. Những bàn thắng đẹp mắt của U23 Việt Nam trên sân nhà tạo thêm cú hích lớn cho thể thao Việt Nam. Từ vận động viên, cổ động viên đến các cấp lãnh đạo và ban tổ chức đã thực sự làm rất tốt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ nước nhà. Chúc cho các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến và giành nhiều thành tựu nữa nhé. Các bạn thì sao ạ? Hãy để lại bất kỳ suy nghĩ hay lời cảm ơn nào dành cho đội tuyển tuyệt vời của nước nhà nhé. Còn bây giờ, em xin được tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.